Wow, anh Long, anh Long, cái này là cái gì mà đẹp dữ vậy anh Long? Wow, rất là đẹp luôn em. Đây là cây hoa mai giác vàng 24K của Kỳ Lân Luxury mình, để mà phục vụ cho tất cả quý khách hàng cao cấp luxury mua, dùng và sử dụng, cũng như là làm quà tặng biếu trong dịp Tết này. Và đồng thời cây hoa mai này là được sử dụng trường tồn trong tất cả các ngày luôn, bởi vì nó là cây mai, hoa mai được làm từ vật liệu đồng giác vàng. Tại sao không làm những vật liệu khác như inox, sắt hay bất cứ vật liệu nào khác mà lại dùng đồng? Bởi vì đồng là một vật liệu biểu trưng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam mình. Như em thấy là từ xa xưa đã có nền văn hóa làm như trống đồng nè, lư đồng nè, cồng chiêng đồng nè, vân vân. Thì đây là cây hoa mai vàng, có nghĩa rằng là toàn bộ thân chi tiết này được làm từ đồng và giác vàng 24K, sáng, óng ánh và rất đẹp, rất thích hợp để mình trưng bày trên bàn làm việc nè, phòng khách nè, nhiều không gian khác nhau. Và đặc biệt là làm món quà tặng vô cùng ý nghĩa, bởi vì đây là một cây hoa mai giác vàng mà còn phong thủy nữa. Thân cây hoa mai này là dáng rồng quyền uy linh thiêng, mang đến nguồn sức mạnh trường tồn. Và sự xuất hiện của rồng chính là sự xuất hiện của những điều may mắn và tốt đẹp. Hoa mai vàng nở rộ là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và một cuộc sống ngập tràn may mắn, thịnh vượng. Và ý nghĩa của loài hoa này đã in sâu vào tâm khảm của mỗi con người đất Việt và trở thành một nét đẹp văn hóa từ ngàn xưa đến nay. Cứ mỗi dịp Tết về là chúng ta sẽ thấy rằng hầu như đa số nhà nhà đều sẽ sưu tầm những cây hoa mai tự nhiên nở rộ. Thì đó là truyền thống lâu rồi, thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên thành một phiên bản mới, đó là phiên bản hoa mai giác vàng và trường tồn. Và cây hoa mai này ngoài đẹp, ngoài sang, ngoài giá trị thì phong thủy vẫn là một cái yếu tố rất cần thiết. Hoa mai được mệnh danh là gương mặt vàng, nằm trong bộ tứ mộc câu quý bậc nhất trong phong thủy Việt Nam. Mỗi bông hoa mai vàng năm cánh này đại diện cho ngũ phúc, hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Vậy thì anh Lân ơi, cây mai vàng này của mình đó còn có kích thước nào khác nữa không anh? Có em, mình có rất nhiều kích thước để phù hợp với từng không gian và từng cái nhu cầu khác nhau của tất cả quý khách. Đây là một cây kích thước mà Kỳ Lân mình bán chạy nhất. Cây này có thể để bàn được, phòng khách được, trưng bày được, nhiều không gian khác nhau được. Cây mà hoa mai này vàng này mình trưng bày được đa dạng hơn. Chiều cao của cây hoa mai vàng này là 80 và chiều rộng của cái tán cây này là 60. Phần đế của cây hoa mai vàng này là được làm từ inox mạ BBD. Bên trong của cái đế là đá thạch anh đen. Vậy thì cây hoa mai vàng này của mình giá bao nhiêu vậy anh? Đối với cây hoa mai vàng cụ thể này thì giá gần 100 triệu đồng. Và để đa dạng hơn, tùy vào nhu cầu tài chính, đầu tư, sản phẩm để làm quà tặng, để sử dụng khác nhau của mỗi quý khách khác nhau, thì anh sẽ có những kích thước khác nhau và phù hợp với không gian khác nhau, to nhỏ khác nhau. Thì đây là cây hoa mai vàng để bàn nhỏ gọn, để được nhiều không gian bàn làm việc, bàn phòng khách, bàn để hội họp vân vân, rất đẹp, rất sang và rất giá trị và đặc biệt là phong thủy. Kích thước của cây hoa mai giác vàng để bàn này là chiều cao là không phần đế nha, không đế là 25, có đế luôn là gần 30. Chiều rộng của phần tán cây hoa mai này là 40. Giá của cây hoa mai giác vàng để bàn rất dễ thương và đẹp phong thủy, giá trị này là trên 20 triệu đồng. Thì tùy vào kích thước sẽ có giá sẽ khác nhau. Và cụ thể hai cây này có giá là trên 20 triệu, cây này có giá là dưới 100 triệu, sắp xỉ 100 triệu một tí. Nhìn đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà nhiều chi tiết gì, qua Tết chắc là mình vệ sinh cực lắm anh ha. Kỳ Lân mình là đơn vị chuyên về giải pháp làm những sản phẩm cao cấp luxury. Cái điều mà em hỏi là chắc chắn sẽ có nhiều quý khách hỏi, và điều đó anh đã chuẩn bị trước và anh xử lý tất cả mọi công đoạn rồi. Anh có một bộ dụng cụ chuyên để vệ sinh cái này. Thực ra với thân chi tiết này được làm từ đồng và giác vàng 24K, bây giờ vàng thì thường sẽ dễ bám bằng tay đúng không? Nhưng bây giờ anh lấy tay anh bám rồi nè, sẽ không bám bằng tay luôn, bởi vì anh có phủ lên một cái công nghệ nano đặc biệt là chống bám bụi, chống bám bằng tay. Tất nhiên là không thể nào tuyệt đối 100% hết, nhưng mà nó sẽ chống được
băng tay chống bụi rất nhiều, lau chùi cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà bên Kỳ Lân mình đã cung cấp một giải pháp nữa là bộ dụng cụ để chuyên vệ sinh cái này và tự động sẽ sạch sẽ và sáng bóng lại như lúc mới mua. Vì vậy cây mai này Kỳ Lân mới nói là cây mai vĩnh cửu và dùng hoài luôn, và dùng xuyên suốt ở từ bàn làm việc, phòng khách hay là quà biếu tặng, đặc biệt là tặng rất ý nghĩa, đặc biệt là trong những ngày dịp lễ Tết như thế này. Và ngoài sử dụng trong dịp lễ Tết thì mình có thể sử dụng xuyên suốt thoải mái bất kỳ ngày nào, ở không gian nào vẫn thích hợp. Đây là hai kích thước được rất nhiều quý khách quan tâm, và còn rất nhiều kích thước sẽ phù hợp với hầu hết tất cả không gian của tất cả quý khách luôn, như là 1m2, 1m5, 1m8, 2m, 3m, vân vân. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.